xin chào cả nhà. Đã quay lại với channel của anh em chúng tôi. Hôm nay tôi nghĩ ra được một món gọi là thịt bê quần lá lốt nướng trên ngói. Đây là cận cảnh sản phẩm của anh em mình. Bây giờ mình sẽ thưởng thức miếng đầu tiên. Chấm muối rồi ớt này, chanh này, ngọt lắm. Được. Miếng đầu tiên cảm thấy ngọt, ngon. Sau lòng mắt. Làm thêm miếng ớt nữa là đủ ý. Mùi lá lốt thơm không? Nó vị lá lốt, lốt. Ngon không? Thơm, ngon. Được không? Ok. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thử xem vị, hương vị như thế nào nhé. Hai đôi cũng được. Thì em thấy muối hạt sổi chưa? Ngon không? Chưa. Đấy. Ngon lắm. Thịt bò dai này, thơm của lá lốt, thơm ngút ngàn luôn. Anh em có dịp nên thử nhá. Cảm giác vị như nào? Có hương vị, mùi, có những gia vị gì? Vị nhỉ? Vẫn mùi thơm hạt rồi, còn nước chấm, ớt, chanh, mùi hành khô thì ướp, ngọt. Sau khi nướng cực nhọc rồi, anh em mình sẽ thưởng thức. Quên mất tối đi. Đi lên nhá. Nhá.
quảng cáo đấy. Quảng cáo. Giới thiệu với anh em, đây là một bình rượu Táo Mèo cổ, vừa đào được từ dưới đất lên đấy, 2-3 năm rồi đấy. Mình nhựa may không mục. Màu rất là đẹp. Anh em ngồi quay vòng nhá. Đấy. Xem cái miếng thịt bê nướng vị xem mùi vị nó khác nướng lá lốt không? Giòn vậy ạ. Rất là giòn, khô vậy. Ngon lắm. Như thịt trong các bếp ấy. Ngon. Công nhận ngon. Thịt trong các bếp của bác Tân Hoa Văn Phúc. Và đây là theo cách thêm được thịt bò lá lốt của anh Tiến Sinh Trai. Ăn này phải đệm thêm miếng rượu ngâm Táo Mèo 3 năm ngọt lắm. Được. Mình có lẽ phải thu dọn đồ về thành phố. Và bây giờ trời cũng tối rồi. Anh em mình xin kết thúc clip ở đây.
chào tất cả mọi người. Nếu anh em thấy hay thì hãy ấn nút like bên này nhé. Subscribe nhiều vào nhá. 8 giờ tối hàng ngày kênh sẽ cho ra một video. Anh em nhớ đón xem nhé.